chai mà có củ quả mặn không ta? Đồ chai nữa nha. Còn đây là món chả chiên chay. Huỳnh Khánh. Đó. Kéo lên. Còn đó là đây là cái món món mắm mắm thái đu đủ chay. Mắm thái đu đủ chay. Đúng rồi. Còn đây là cái món heo quay chay. Còn đây là thánh review. Còn đây là hạch review chay. Đây là món hạch tâm tạng chay ha. Dạ. Rồi, hạch tâm tạng chay. Tổng cộng là một cái nữa. Màu trời. Chín món. Trời, có biết nghe là màu trời. Lấy cái dĩa lấy cái dĩa cho mình thôi. Chờ cái ngoài cái dĩa là chị ngồi nghe đó đó. Chị ngồi nghe đó chị. Đây dĩa đâu cả đây. Chị ngồi nghe cho đó chị móc 500 đưa cho em đó. Hồi sáng là em cúng chè hết 150 là chè dưới bánh tiêu. Là mỗi thứ 10 là 20. Bên kia là còn nửa giờ còn à. Cái này có 350 à. À, nãy không biết anh nói như đây 350 anh. Hả? Tổng nói như đây 350 anh. Anh nói 350 nó 400 thì giá nhưng mà thiếu liền bụi thêm. Rất là nhiều nha. Hôm nay là khán giả hỏi anh Mạnh có người yêu chưa? Trai nha cả nhà. Nhìn tại nhìn cái tướng đẹp trai phong độ. Rồi bởi mấy chén cơm đi. Có chưa? Có chưa? Có chưa? Có chưa? Có chưa? Thì có rồi, có rồi, chưa rồi, chưa? Chưa. À chưa, rồi à, bây giờ là anh Mạnh đã thông báo chính thức trên kênh YouTube của 15S đó chính là luôn chưa có người yêu. Ủa thì khán giả hỏi mà mình phải trả lời thật. Bây giờ mình trả lời không thật là cậu Năm mẹ cổ giả là có người quen đó nè. Trả lời thật hay giả đây? Vợ mới có rồi á. Có vợ hay có rồi, vậy, vậy là có rồi. Trái nhà đó. Đó. Nghe cái câu nói là cậu Năm bẻ cổ cái là ớn liền, nói thiệt liền đâu dám nói dốc. Cậu Năm mà ổng hiền thì chết ai bẻ ai. Rồi bây giờ mình lấy chén ra ha, mình bỏ vô 10 chén cơm để mình bước ra đi anh để luôn hả. Mình cầm cái hộp cơm mới đi, mình để vô luôn là nó đẹp luôn à. Gì em trai à, bây giờ mình bà con ra. Không mời bà con ta đến đây để dùng cơm ta. Không ai mời chứ hả? Thì bây giờ lấy giùm cho nước tương, lấy giùm nước tương. Mời xong cái bà con đến hưởng hết xong rồi mình mời thì đợt hai nữa là đủ. Trời ơi, nhắc già nhắc bạc. Mà sáng giờ mấy anh em nhắc anh kìa. Cơm đi con. Rồi. Không rồi không mà. Giờ mình thôi bây giờ như vậy. Bây giờ mình mang cái món lọc của cậu lên ha. Sao rồi. Xếp ghế, mình xếp đủ 10 cái ghế, mình mời bà con có bán là dùng cơm chay. Vậy nha. Ủa thấy khều khều không biết cái gì. Ai đó khều, cậu Năm khều chứ. Cho cả đàn bà heo quay đó anh. Heo quay đó anh, heo quay chay. Nói chung đầy đồ chay hết anh Minh. Đúng rồi, cũng cậu. Còn đây là món cá trê chay ha. Nếu mà muốn biết thì đây là tương tương chay. Tương chay ớt. Đang làm cũng cơm. Cậu luôn ha. Sao mình không nói là tương ớt chay? Tương ớt trái. Nó đồ chay đi. Gia đình chai nó lịch sự hơn ha. Lịch sự hơn. Cậu ăn uống khổ qua cho khổ nó qua nè. Trời ơi coi nè. Trời vú ra. Vú giả là sao mà có bơm nè. Trên trời trên được tiếp. Mày kêu bơm. Thôi con này ông giật kìa. Ông giật đẩy mà kêu. Anh Minh. Phải dịch lại. Thôi bây giờ khán giả kêu anh Thắng Lê là hãy quay camera ngược lại để cho khán giả chiêm ngưỡng cái dạ bộ, dạ đúng rồi. Lâu rồi bộ của Nam đã xây. Sợ quá đi luôn rồi. Né luôn cho chắc. Ủa mình có canh không anh? Anh Minh ơi, rồi. Ủa cái này là thiếu canh nè. Thiếu canh rồi. Nhưng mà bữa nay tự nhiên có rau. Chú mình tháo luôn chú. Chắc là có rau mà có canh. Anh mình quên canh rồi nè. Có rau là không có canh. Dạ, vậy chắc là. Trời chứ mà. Ủa cái kéo nãy đâu ta? Cái đây cái bà kìa. Nói. Nói chuyện nha, nãy nãy là văng nó miếng mồm văng vô cơm bọng tùm lum đó. Nói chuyện. Nói chuyện. Rồi, bên kia Nam viết lên cái lên mình bỏ lên cho cậu đủ rồi đó. Vậy là tính ra cậu Nam là buổi sáng là ăn nhẹ nhẹ. Chứ mình cái cậu Nam ăn buổi trưa. Cặp bên không gì thì bên trái bên phải vậy. Cậu Nam vừa ăn trưa xong đó tí tối. Bên trái bên phải vậy. Con trai hả Duy Minh? Con trai à, cũng cậu Nam buổi trưa. Đó như vậy là chào Hậu Lý nha. Món chay ha, chín món chay với món rau. Rồi đủ. Có rau. Có nước tương nữa. Trời ơi quá ngon. Chưa làm gì cái cây đó. Dạ, cái cây nữa. Nữa kìa, à, buổi trưa thì cậu Năm sẽ cơm chay, buổi chiều sẽ cơm mặn ha Minh. Mình cái đó. Bây giờ cũng nghe quay nữa.
Hôm qua người ta điện xong lại liền. Rồi chắc có thể là trên xe quay dầm nó ông bà có xin đâu các bạn. Cơm chay cúng cậu nha. Thánh nhiều view không kêu rồi. Thánh nhiều view kìa. Dạ. Thánh nhiều view rồi, cái cây nè, thánh nhiều view với cây. Rồi để đó em vô em review cho. Đây là bữa cơm chay buổi trưa của cậu Năm nha mọi người. Hôm nay là ngày 26 tháng 5. Đó, bữa cơm trưa. Bộ tôi á, cái gì mà thấy nhiều đâu. Thấy nhiều không? Cái bình dưới đây nè anh. Phải để em sạc cái cục pin cái anh ơi. Phải phải 2 phút nữa. Hai phút nữa. Đi mới đi ai chọn. Đi đây chai nước đi, chấm một đi. Để mai anh ra cho xong. Ok. Rồi con gửi cái chục chai nước về quán á. Ừ. Chưa uống hả? Chưa. Thôi đem lại chị. Thôi em làm hộ anh luôn mà cho mẹ luôn quá. Đây. Đây nè. Ủa, này cũng vừa. Bất kinh nha. Cao quá, cắt bất kinh. Cao quá. Cơm nó bụng quá. Rồi ăn đây, ăn bên mâm đó đi, mâm đây quen đây không dính đâu. Còn rồi còn đưa cái ngón tay vô chút, đấy rồi bưng bạc lên rồi chú đầu kia con rồi này rồi đây chai nước đó mười chai mười chai ba chai gì cũng được thôi ba chai thôi anh ơi ba chén cơm ba chai nước đi đây ba chai nước thôi thu thùng ra rồi cậu Năm á vừa ăn xong cơm trưa. Nói ngoài đây, đi anh đừng cho ta cúng vô đó. Rồi, chắc mình mà. Để ba bên kia ba chén anh. Rồi đi mà. Đúng không? Rồi chú chung nước ra kìa. Ok. Có cái thùng kia thui rồi còn mà chú. Đâu? Sắp nó vô hết rồi, sắp vô hết. Còn thùng trống kìa. Mới. Cái về chai cũng là mấy ngày qua là tất cả những cô chú anh chị ở nước ngoài đồng bào kiều các mọi nước của trời anh nói ra cho em chụp cái tấm hình cái anh nói không có xin chụp tấm hình cái à chế đổ anh em lấy đôi nha một đôi đúng không nhiều như chú anh chị. Rồi Thanh Kiều vé ly.